Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi trên địa phương Đại Lộc phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Trong chuyên mục sẽ có các thông tin chính sau đây. Đại Lộc trao hiệu Đảng cho 48 đảng viên nhân dịp Quốc khánh 2 tháng 9. Công an xã Đại Thạnh nỗ lực giữ vững an ninh trật tự cơ sở. Đại học Nam Cần Thơ trao học bổng tại Đại Lộc. Vừa rồi là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình, bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh ngày 2 tháng 9, vừa qua tại xã Đại Thắng đã diễn ra buổi gặp mặt truyền thống 6 xã ven sông Thu Bồn, gồm 3 xã Duy Hòa, Duy Tân, Duy Thu, huyện Duy Xuyên và 3 xã Đại Cường, Đại Thạnh, Đại Thắng, huyện Đại Lộc. Về dự buổi gặp mặt có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Công Thành. Trong lịch sử, trên mảnh đất quê hương, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Đặc khu ủy Quảng Đà, quân và dân hai huyện Đại Lộc, Duy Xuyên đã đóng góp nhiều chiến công hiển hách, góp phần xứng đáng vào thành tích chung của quân và dân Quảng Nam, Đà Nẵng anh hùng. Đặc biệt là các xã ven sông Thu Bồn đã có những gắn bó nghĩa tình sâu nặng. Buổi gặp mặt truyền thống 6 xã ven sông Thu Bồn là hoạt động thường niên để ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang, tình đoàn kết gắn bó keo sơn đã được Đảng, Bộ, Quân và Dân các xã ven sông Thu Bồn gây dựng, gìn giữ suốt trong kháng chiến cũng như trong quá trình xây dựng, phát triển quê hương đất nước. Đây cũng là dịp giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo điều hành, phát triển kinh tế xã hội của mỗi địa phương, nhằm phát huy hết khả năng, đặc điểm tương đồng về truyền thống, vị trí địa lý, văn hóa và nếp sống tốt đẹp của người dân làng quê hai bên bờ sông Thu Bồn. Buổi lễ cũng đã trao 6 suất quà cho các gia đình chính sách có công cách mạng tại xã Đại Thắng. Nhân kỷ niệm 78 năm ngày Quốc khánh ngày 2 tháng 9, huyện ủy Đại Lộc vừa trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên trên địa bàn. Theo đó, đợt 2 tháng 9, huyện Đại Lộc có 48 đảng viên được trao huy hiệu Đảng, trong đó có 2 đảng viên nhận huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 9 đảng viên nhận huy hiệu 55 tuổi Đảng, 8 đảng viên nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng. Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Nguyễn Hảo khẳng định, huy hiệu Đảng là sự ghi nhận quá trình phấn đấu, tu dưỡng rèn luyện lâu dài của các đảng viên, là phần thưởng cao quý của Đảng đối với công lao đóng góp của các đồng chí đảng viên trong sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Trên nhiều cương vị khác nhau, các đồng chí đảng viên được nhận huy hiệu Đảng hôm nay đã luôn vượt qua khó khăn để rèn luyện bản lĩnh chính trị, nêu cao tính tiền phong gương mẫu của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Tại xã Đại Hưng, Ủy ban Nhân dân huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ban dân vận huyện ủy Đại Lộc phối hợp tổ chức đối thoại với đồng bào dân tộc Cơ Tu nhằm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, giải quyết kiến nghị, đề xuất của nhân dân. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đại Lộc Lương Tấn Thành và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hồ Ngọc Mẫn chủ trì đối thoại. Thôn Yêu là một thôn duy nhất trên địa bàn huyện Đại Lộc có đồng bào dân tộc thiểu số Cơ Tu sinh sống với 62 hộ với 255 khẩu. Tình hình sản xuất và đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhìn chung tương đối ổn định. Tại buổi đối thoại, nhiều kiến nghị trên các lĩnh vực về hỗ trợ đồng bào dân tộc như hỗ trợ chính sách kinh phí đào tạo bồi dưỡng con em đồng bào tại các trường học, hỗ trợ đất làm nhà cho các hộ mới lập gia đình, hỗ trợ đất rừng cho nhân dân yên tâm sản xuất, quan tâm đầu tư, nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn, vấn đề nước sạch, vệ sinh môi trường. Nhiều ý kiến tâm huyết được đồng bào thôn Yêu đã được các ngành chức năng của huyện trả lời thấu đáo, đồng thời ghi nhận những ý kiến vượt thẩm quyền để tổng hợp chuyển cơ quan cấp trên có hướng giải quyết. Tại xã Đại Chánh, Công an huyện Đại Lộc phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tổ chức hội nghị Công an lắng nghe ý kiến nhân dân năm 2023. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lê Đỗ Tuấn Khương, đại biểu phòng PV01 Công an tỉnh, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an huyện, Công an các xã thị trấn và hơn 100 đại biểu là nhân dân trên địa bàn xã. Hội nghị báo cáo tình hình kết quả triển khai thực hiện các mặt công tác 8 tháng đầu năm 2023. Theo đó, thời gian Công an huyện đã thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, triển khai đảm bảo an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn, đảm bảo an ninh trật tự, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm. Trong đó đã điều tra khám phá 41 trên 41 vụ án hình sự,
khởi tố 10 vụ với 23 bị can về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc, xử lý 20 vụ, 22 đối tượng vi phạm pháp luật về kinh tế, khởi tố 7 vụ, 12 bị can phạm tội về ma túy. Tại hội nghị, nhiều ý kiến của đại biểu và nhân dân đều đánh giá cao về tác phong, lề lối làm việc, tinh thần trách nhiệm trong phục vụ nhân dân của lực lượng công an huyện. Đặc biệt từ khi có lực lượng công an xã chính quy, công tác tiếp dân, giải quyết các thủ tục hành chính, các vụ việc xảy ra đều được giải quyết nhanh chóng, kịp thời ngay tại cơ sở. Các ý kiến của nhân dân được lãnh đạo công an huyện ghi nhận, tiếp thu giải trình, đồng thời sẽ tiến hành kiểm tra những phản ánh của nhân dân, kịp thời khắc phục những tồn tại hạn chế nhằm xây dựng lực lượng công an ngày càng vững mạnh. Thưa quý vị và các bạn, xác định rõ vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo đảm giữ vững ổn định về an ninh trật tự tại cơ sở. Thời gian qua, công an xã Đại Thạnh đã chủ động, linh hoạt bám sát, nắm chắc tình hình địa bàn, gần gũi với nhân dân, đồng thời làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả đối với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, được cấp ủy chính quyền và nhân dân địa phương tin tưởng ghi nhận, đánh giá cao. Xã Đại Thạnh có 5 thôn, gồm 1.594 hộ với 5.437 khẩu, nhằm đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa bàn cơ sở. Ngay sau khi được phân công về nhận nhiệm vụ tại xã, lực lượng công an chính quy xã Đại Thạnh đã chủ động xây dựng chương trình kế hoạch công tác, phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ chiến sĩ về chủ động nắm vững tình hình địa bàn để rà soát, xác định những vấn đề, khu vực trọng điểm cần tập trung giải quyết. Trong công tác là đấu tranh phòng chống tội phạm, quyết tâm là giữ gìn tốt tình hình an ninh trật tự địa bàn xã Đại Thạnh, thì bản thân cũng động viên anh em cùng nhau cố gắng khắc phục những khó khăn ban đầu, để từ đó là hoàn thành tốt nhiệm vụ lãnh đạo của pháp. Công an xã Đại Thạnh phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, trọng tâm là xây dựng, duy trì, củng cố, phát huy hiệu quả các mô hình đảm bảo an ninh trật tự theo hướng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ. Huy động các nguồn lực tiến hành lắp đặt 20 camera an ninh, duy trì có hiệu quả hoạt động của các mô hình chi hội nông dân không có người vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội. 3-0 với ma túy, điểm chữa cháy công cộng, camera an ninh, tổ đoàn kết Phú Phước an toàn về an ninh trật tự, quản lý giáo dục giúp đỡ người bị lầm lỡ, duy trì phát huy hiệu quả phong trào hai giữ do công an tỉnh phát động, góp phần bảo đảm tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Nhân dân rất đồng tình và rất phấn khởi là về cái chính quy lồn này thì kết hợp với công an viên của thôn là mạnh hơn, và tình hình an ninh trật tự nói chung các tệ nạn xã hội cũng như là đổ mổ được giảm được 90% là đối với tình hình là từ này về đây là coi như không có tình hình thì coi như quan trọng đối với là chỗ thôn Hưng Đông nói cho nói riêng còn nói là nói chung là cho Thạnh cũng tình hình rất ổn định. Thời gian gần đây, công an xã Đại Thạnh còn thực hiện hiệu quả đề án 06 của Chính phủ về cấp căn cước công dân và kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Đến nay, công an xã Đại Thạnh đã hoàn thành chỉ tiêu 100% công dân sinh sống trên địa bàn đủ điều kiện đều được cấp căn cước công dân. Hàng đêm, công an xã Đại Thạnh tổ chức tuần tra kiểm tra hành chính trên địa bàn xã, kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều đối tượng trộm cắp, tàng trữ trái phép chất ma túy, tàng trữ hung khí, giải tán các nhóm thanh thiếu niên tụ tập gây rối mất trật tự trên địa bàn. Thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc được nhân dân là đồng thuận, tham gia tích cực, hưởng ứng mạnh mẽ. Cho nên là trong những năm qua là xã Đại Thạnh là cái tình hình an ninh chính trị là đảm bảo. Từ cái việc mà đảm bảo an ninh chính trị đó góp phần rất là lớn cho cái việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương và hướng đến là về đích nông thôn mới, xây dựng xã nông thôn mới năm 2023. Với sự nỗ lực chủ động của lực lượng công an xã cùng sự tham gia tích cực hiệu quả của các ban ngành đoàn thể và nhân dân xã Đại Thạnh đã góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đại Lộc vừa bàn giao 50 căn nhà đại đoàn kết cho các gia đình thuộc diện hộ nghèo trên địa bàn huyện. Tại đây, đơn vị trao tặng 50 căn nhà, mỗi căn nhà trị giá 50 triệu đồng cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hưởng ứng phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Việc trao tặng nhà đại đoàn kết là việc làm thiết thực và là một trong các hoạt động hướng tới cộng đồng của MSB. Ngôi nhà mới là món quà đầy ý nghĩa, thể hiện sự đồng hành,
cũng như tình cảm của tập thể cán bộ nhân viên MSB dành cho những hộ gia đình còn nhiều khó khăn về chỗ ở, qua đó giúp các hộ gia đình có thể yên tâm lao động sản xuất, nỗ lực vươn lên thoát nghèo và ổn định cuộc sống. Ủy ban Nhân dân huyện Đại Lộc phối hợp với Trường Đại học Nam Cần Thơ mới đây tổ chức trao học bổng đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi và đạt thành tích cao trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm học 2022-2023. Hoạt động này có ý nghĩa thiết thực ngay năm học mới bắt đầu, đồng thời khích lệ lớn đối với học sinh và các bậc phụ huynh. Tiến sĩ luật sư Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch Hội đồng trường, Trường Đại học Nam Cần Thơ, là người con ưu tú của xã Đại Hồng, chia sẻ thông tin trên tinh thần giao ước giữa đoàn công tác lãnh đạo tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam nhân chuyến thăm và làm việc với Đại học Nam Cần Thơ vào tháng 9 năm 2022. Theo đó, mỗi năm, trường sẽ trích 1 tỷ đồng dành tặng cho học sinh hiếu học tỉnh Quảng Nam và ưu tiên 500 triệu đồng học bổng gửi đến quê hương Đại Lộc. Tôi cũng muốn làm là tạo ra một cái sự động lực để cho các em học sinh nghèo vượt khó, quyết tâm phấn đấu và hết mình để trở thành nhân tố của đất nước trong tương lai. Trong đợt này có 250 em học sinh được nhận học bổng, mỗi em 2 triệu đồng và cá nhân Chủ tịch Hội đồng trường, Trường Đại học Nam Cần Thơ tặng thêm 10 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng cho các trường hợp đặc biệt khó khăn. Mức hỗ trợ hàng năm là 500 triệu. Đây là con số rất là lớn. Và tôi tin tưởng rằng với cái tấm lòng của anh Dũng và cái hỗ trợ thiết thực này, nó sẽ khích lệ hơn nữa cái phong trào học tập của huyện Đại Lộc. Và qua đây cũng gửi gắm đến các em học sinh phải phát huy hơn nữa để không phụ lòng của Trường Đại học Nam Cần Thơ và tấm lòng của anh Dũng gửi gắm về quê hương với cái đất học Quảng Nam chúng ta. Đối với các cái trường từ mầm non đến trung học cơ sở cũng như là trung học phổ thông thì phòng cũng luôn có cái sự chỉ đạo và cái mối liên hệ thường xuyên, cho nên cơ sở giao lại cho các trường lựa chọn các em từ đơn vị trường học của mình. Quan trọng nhất là cái cảm xúc của phụ huynh, của học sinh và đặc biệt là những người làm công tác quản lý giáo dục như chúng tôi cũng như lãnh đạo huyện thì rất là vui mừng. Trường Đại học Nam Cần Thơ thành lập vào ngày 25 tháng 1 năm 2013, trải qua 10 năm phát triển. Trường hiện có 40 chuyên ngành đào tạo trình độ đại học, 7 ngành thạc sĩ, 1 ngành tiến sĩ, là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực rất lớn cho đồng bằng sông Cửu Long. Đối với học sinh là người Quảng Nam thi đậu vào trường sẽ được miễn giảm học phí, miễn ký túc xá cùng các điều kiện tốt nhất và định hướng công việc sau khi tốt nghiệp là mong ước của ban lãnh đạo nhà trường. Đại diện cho tất cả các bạn rất là cảm thấy quý giá khi mà được lắng nghe những chia sẻ của tiến sĩ luật sư Nguyễn Tiến Dũng khi mà cho chúng em những cái lời chia sẻ về trải nghiệm trong quá trình thành công của tiến sĩ. Và tụi em là những học sinh thì tụi em sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng sự giúp đỡ của tất cả mọi người. Năm học bắt đầu, món quà nhỏ nhưng có sự khích lệ lớn đối với học sinh và các bậc phụ huynh, khích lệ tinh thần cho thế hệ hôm nay và mai sau trên con đường khuyến tài, khuyến học. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc cho địa phương Đại Lộc phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình lần sau.